Xin chào mọi người đã trở lại với video của em ha. Ngay lúc này thì em cập nhật tại mộ cậu Năm tiếp tục là cúng cơm. Ngay lúc này thì Phương Áo Vàng đang xách đồ vô để cúng cơm mọi người. Hình như là thấy có bịch trái cây với lại cơm hay bún đây. Bây giờ xin mời mọi người theo dõi video của em ha. Cắn nghệ sĩ là quay nghệ sĩ. Cái này của ai Áo Vàng? Phương Lê. Phương Lê. Phương Lê. Mà qua nhà luôn, tưởng nhà qua tưởng đâu qua ngày 30. Ủa cái này. Mình nên mình không có nhắc vậy. Năm hộp. Cũng cậu à. Cho vậy cho nó. Cái này chín giữa để cho cậu. Năm phải có 6 đúng không? Tại vì anh em cũng hết người, hết ai đây ít người rồi nên mình mua ít thôi. Còn có ai đâu? Mua nhiều rồi, cúng phí bỏ phí. Anh em đang ginh cái bàn lên luôn rồi. Thỉnh cậu cái bánh này. Cậu ăn sáng cái kia đi cậu ơi, cho con cái bánh đi cậu ơi. Cũng bún chị tin. Ủa sao ngộ ta, cậu lên phái uống xì tin sao ta? Mình thấy toàn uống xì tin không vậy? Bên đây trống nè, thành bên trống mình đỡ chen đi. Có gì đó hay sao? Nêu đi giết mà quên ngày luôn không thấy. Nêu ổng ở ngoài luôn hết ta. Nhà ổng rồi. Ta thấy nó ngồi ở nhà mà. Thì Bình Định là kế bên nhà luôn rồi. Ờ cũng có tiền, có gạo rồi. Xin nhớ đừng nói bà tìm đến nhà luôn. Lọt một cái rồi tìm tới nhà liền nói gì. Sáng nay cũng bún xào cho cậu rồi. Sáng nay là ngày 6 của ta, bà 7, ngày 7 hả? 7 tháng 6, trời quên ngày luôn. Một cụ năm, sáng nay. Rồi, chút xíu sẽ có khán giả quay tiếp cho mọi người xem ha. Sáng gì chỉ có mấy anh em thôi người ơi. Sáng thấy có khán giả vào trong quyến mộ cậu Năm Vũ Linh rồi mọi người. À, cũng có một anh YouTube. Sáng nay thì bầu trời không có nắng cũng không có mưa âm u kỹ ta. Đúng không Ngọc? Đúng không? À ông anh. Đây
Tại mộ cụ Năm ngay lúc này thì không có khán giả mọi người ơi. Để xem mà có. Ê. Chút xíu nơi gắt cái điện thoại luôn rồi. Nhiều khán giả rồi. Đó. Hai khán giả. Chị này ở đâu vậy chị Bích? Cần Thơ hả chị? Trời ơi, 3 giờ. Lần đầu tiên cũng hai em đến luôn. Rồi 3 giờ mà tới đây. Chị gái này 3 giờ khuya lên mộ quyến cậu Năm rồi. Mấy trăm cây số đó, ít đâu. Mấy trăm cây số đó. Đi mời cậu Năm ha. Rồi cảm ơn hai chị luôn nha. Đây cũng miền Tây luôn nè, mà ở đây là Tiền Giang. Rồi bây giờ thì chỉ còn mấy anh em thôi, không có ai nữa hết. Lòng vòng cũng bao nhiêu. Hai chị đó đến từ Cần Thơ đi qua giờ sáng. Chắc đi đâu ghé mò cậu hay gì? Đi 3 giờ sáng tới giờ, trời ơi. Hôm nay là ngày thứ sáu, hơi vắng mọi người. Rồi, hẹn gặp lại mọi người sau ha. Bùi Hải lau mộ nha mọi người. À, Bùi Hải đang lau mộ. Mà chưa biết là khu nào, ở khu Chư Minh Thiện chôn là khu nào anh đi? Khu B1 hả? Chỗ nhà kiến á, chỗ nhà kiến, chỗ đồng mình chạy xuống hả? Đúng rồi, ngay chỗ góc nhà kiến, vừa chỗ nhà kiến rẽ phải từ hướng lưng qua tại đàn thì rẽ phải á, chỗ nhà kiến á, ngay đường hai chiều vượt cao vậy. Đúng rồi, đường Minh Phúc á, ngay ngã tư á. Rồi chút xíu hai anh em mình đi mình quay cái lỗ quẹt của sư Minh Thiện nha. Ừ, hấp nhang cho cậu luôn. Rồi, chắc có lẽ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Người xem thì cho kênh Mẹ Cá Tiên một like, một chia sẻ nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bùi Hải đang thắp hương cậu nè. Cậu phù hộ Bùi Hải dữ lắm mọi người. Chào mọi người nha.